Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 210. Ngô Bình gật đầu, ông đi tuyên bố đi. Ông chủ, công tử, giá khởi điểm được ấn định là 2 tỷ thánh thù, cậu xem có thích hợp không? Ngô Bình đã biết, ừ, được. Ông chủ lập tức đi vào sảnh, cao giọng nói các vị khách quý. Hôm nay, vì để cảm ơn các vị khách quý, ông chủ đã cố ý lấy cửu chuyển nhân vương đan chân quý nhiều năm ra bán đấu giá. Mọi người cũng đã biết rồi, trước đây, trong tiệm đã từng có một viên cửu chuyển nhân vương đan hạ phẩm. Hiện tại viên đan đấu giá này còn có chất lượng cao hơn nữa, là cửu chuyển nhân vương đan trung hạ phẩm. Trong số những người đến vào buổi chiều, có không ít phú thương ở ngoại vực đến, hoặc là người của các thế lực lớn, bởi vì đến muộn nên không thể mua được kim long đan, huyền mạch đan như mong muốn, cho nên bọn họ đều rất thất vọng. Lúc này, bỗng nghe được có cửu chuyển nhân vương đan đang bán đấu giá, mọi người mừng rỡ vô cùng. Ông chủ, một viên cửu chuyển nhân vương đan trung hạ phẩm, giá khởi đầu 2 tỷ thánh thù. Mỗi lần tăng giá không dưới 100 triệu thánh thù, người ra giá phải giơ tay phải lên và báo giá cùng lúc thì mới có hiệu lực. Cuộc đấu giá ngay từ lúc bắt đầu đã cạnh tranh rất kịch liệt. 2 tỷ thánh thù, 2 tỷ mốt. Trong cửa hàng, thế mà lập tức có 7 người tranh giành cửu chuyển nhân vương đan, giá cả đã nhanh chóng nhảy vọt lên 3 tỷ, sau đó, chỉ còn 3 người tam phương tranh đoạt. 3 tỷ 1, 3 tỷ 2, 3 tỷ 3. Đến khi giá lên 4 tỷ thì vẫn còn 2 nhà, trong đó, có một bên nghiến răng nghiến lợi thêm 100 triệu thánh thù. Một bên luôn suy xét, cuối cùng vẫn từ bỏ, hiển nhiên, tài lực đã không đủ để chống đỡ. Thành giao, ông chủ lớn tiếng tuyên bố. Người mua được cửu chuyển nhân vương đan thì vô cùng vui vẻ, sau khi giao tiền thì lập tức rời khỏi cửa hàng. Lúc này Ngô Bình nói với mọi người, các vị, ở cửa hàng có giấy trắng, nếu các vị vô cùng muốn mua một loại đan dược nhưng chúng tôi lại không bán, mọi người có thể viết tên lên trên đó. Nếu có đủ người yêu cầu, mà bổn tiệm lại có thể cung cấp, vậy thì loại đan đó sẽ mau chóng bày lên bán trong thời gian sớm nhất. Cứ như thế, ngày khai trương đầu tiên của thần đan các đã kết thúc viên mãn, Ngô Bình kiếm được vài tỷ thánh thù. Có số tiền này, cậu có thể bắt đầu chuyện kinh doanh của mình. Sau khi thần đan các đóng cửa, Ngô Bình lập tức dẫn chủ quán và mấy người phục vụ đi quán rượu kế bên để ăn uống, sau khi ăn xong thì phát cho mỗi người một chút tiền. Chờ sau khi trở về, vào ban đêm, cậu nhìn trên tờ giấy có viết tên mấy trăm loại đan dược, nhưng đa số đều là đan dược phẩm cấp không cao không thấp. Ví dụ như trừng thần đan cấp 5, phiêu tuyết đan cấp 6. Ngô Bình đi đến Thảo Mộc Viên, phát hiện trong đó có vài loại đan dược mà mình có thể luyện chế. Vì thế, cậu đã không nghỉ ngơi, ngoại trừ đan dược đã luyện được hôm nay, cậu lại luyện chế ra 3 loại đan dược, cho đến hừng đông mới có thể nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm, thần đan các đã đứng đây người. Hôm nay, Ngô Bình bán ra 3 viên khai mạch đan, 3 viên huyền mạch đan, bán đấu giá 1 viên cửu chuyển nhân vương đan trung hạ phẩm. Thế nhưng, những việc này không cần có ở đây, ông chủ cũng có thể ứng phó được tình hình này. 3 loại đan dược mới thêm vào cũng được rất nhiều người ưa chuộng, dẫu sao cũng không phải tất cả mọi người đều mua được kim long đan và khai mạch đan. Sau khi mở cửa không bao lâu, Mộng San đến bái phỏng. Phụng theo mệnh lệnh của nhân vương, về sau cô ta sẽ phụ trách giao dịch với Ngô Bình, cung cấp bí tỉnh cho Ngô Bình. Lúc này, trong tay Ngô Bình có được hơn 10 tỷ thánh thù. Mộng San mang đến 10 loại bí tinh, mỗi loại bí tinh đầu có một loại bí lực. Các loại bí tỉnh này đều có phẩm chất rất cao, đại diện cho bí lực cao cấp. Giá bán xỉ dựa theo chất lượng của bí tinh nên luôn khác nhau, bí tỉnh sơ cấp thì một khối giá 30.000 linh thù. Bí tinh trung cấp giá trị khoảng 100.000, bí tỉnh cao cấp trên dưới khoảng 600.000, cũng là 3 thánh thù. Ngô Bình trực tiếp mua 100 triệu khối, mỗi một loại đều phải cỡ chục triệu khối, tổng cộng 300 triệu thánh thù. Chờ đến khi những bí tinh này được bán cho tiên giới. Giá trị ít nhất có thể tăng lên gấp trăm lần, có thể đổi ra được mấy chục tỷ thánh thù. Sau khi lấy được bí tinh, Ngô Bình quyết định trở về một chuyến, mua sắm vài thứ. Vì thế, cậu đã an bài Phương Lập và Thanh Ngưu quản lý thần đan các, sau đó mở thánh môn ra, quay trở lại học viện Hoàng gia. Cậu trở về nhà trước, thấy mọi thứ vẫn như thường rồi lập tức đi gặp Thái Hoàng giáo, gặp mặt giáo chủ. Thái Hoàng giáo chủ hiện tại vô cùng coi trọng Ngô Bình. Nghe nói trong tay cậu có một ít bí tinh, lập tức tỏ vẻ Thái giáo hoàng có thể mua hết toàn bộ. Bí tinh cao cấp là đồ hiếm có,
ở tiên giới cực kỳ quý hiếm, hai bên bàn bạc một phen, Thái giáo hoàng ra giá mỗi khối 500 tiền đại đạo. Đương nhiên, đây là giá cả hữu nghị, nếu Thái giáo hoàng lấy ra bán, giá cả thế nào cũng được vài nghìn tiền đại đạo. Ngô Bình nhanh chóng có được 500 triệu tiền đại đạo, sau đó, cậu dùng số tiền này để mua một lượng lớn bùa chú, pháp khí vân vân. Cậu biết muốn làm buôn bán thì phải từ từ mà làm, không có khả năng ăn được một miếng là mập lên được, cho nên, cậu chỉ mua một nơi khoảng vài tỷ tiền đại đạo, sau đó lại đổi sang một chỗ khác. Trong mấy ngày nay, Ngô Bình luôn dịch dung, đi mua đồ ở các nơi khác nhau. Trong quá trình này, cậu phát hiện những thứ bên ngoài đều kém hơn một chút so với tiên khố, mà nếu cậu có thể trở thành đệ tử truyền thừa Chí Tôn Kiếm Môn, là có thể có được kho. Phiếu, có được kho phiếu, là có thể mua được đồ bên trong kho. Nghĩ đến đây, cậu quyết định lại trở về Chí Tôn Kiếm Đường một chuyến, giả vờ làm đệ tử truyền thừa, như thế là có thể vào tiên khố mua một số vật phẩm cần thiết. Ngay sau khi quay lại, cậu đã lập tức đi gặp Hồng Liên Kiếm Tôn, cũng nói ra ý đồ của mình. Ba vị trí truyền thừa khá khó, cậu muốn đi cái nào, Hồng Liên Kiếm Tôn cũng không giật mình, bà cười hỏi. Ngô Bình, tiền bối cảm thấy tôi nên đi nơi nào mới thích hợp. Hồng Liên Kiếm Tôn, truyền thừa Huyền Quang Các là do Vạn Kiếm Tổ sư thời trẻ lưu lại, hiện tại cậu đi nơi đó cũng thích hợp. Chờ sau khi cậu đạt tới thần thông, lại đi ngộ đạo, sau đó mới vào Hổ Tuyền Các cũng không muộn. Ngô Bình gật đầu, tuy nói kho phiếu của đệ tử Huyền Quang chỉ có 500 triệu vé, nhưng hiện tại một phiếu trị giá 1.000, tương đương với 4 triệu 800 nghìn tiền đại đạo, 500 triệu vé kia cũng phải cỡ chục triệu tỷ tiền đại đạo. Thế vãn bối lập tức đi Huyền Quang Các thử một lần. Hồng Liên Kiếm Tôn nói, Ngô Bình, đệ tử Huyền Quang không phải là kẻ vô danh. Có được truyền thừa bên trong thì đồng nghĩa đã đạt được chân truyền của Vạn Kiếm Tổ sư, về sau sẽ là một trong những ứng viên kiếm chủ trong tương lai. Còn nữa, cậu có được Vương Tỏa Kiếm Đạo, vị trí kiếm chủ này chỉ thuộc về mình cậu. Từ khi Vạn Kiếm Tổ sư thành lập Huyền Quang Các đến nay, số người được danh hiệu truyền thừa Huyền Quang tổng cộng chỉ có 9 người. Gần đây chỉ có một người. Nếu Ngô Bình thành công, thì cậu sẽ là người thứ 10. Trong lòng Ngô Bình có hơi dao động, kiếm chủ chính là người có quyền lực lớn nhất. Trước mắt, Chí Tôn Kiếm Đường vẫn chưa có kiếm chủ, bởi vì vị trí kiếm chủ phải do Vạn Kiếm Tổ sư chỉ định. Tiền bối, trước mắt có đệ tử Huyền Quang khác? Không. Có, Hồng Liên Kiếm Tôn nói, 30 năm trước, có một vị Huyền Quang đệ tử ra đời, tên là Tuyệt Thiên Tứ. Người này vẫn luôn bế quan khổ tu, sau khi hắn xuất quan, hắn có thể đạt đến thần thông tầng 10, thậm chí đã đạt được bán bộ đạo cảnh. Ngô Bình gật gật đầu, khi nào thì tôi có thể đi Huyền Quang Các? Hồng Liên Kiếm Tôn, cậu đã đệ tử tinh anh hạng nhất, có thể đến bất cứ lúc nào. Hiện tại cậu không nên quá phô trương, vậy đêm nay cứ qua đi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Nhan Vũ Sương cũng đến, cô ấy vô cùng vui mừng, cười nói, sư huynh. Hồng Liên Kiếm Tôn hiển nhiên muốn tác hợp hai người, nói, người trẻ tuổi có việc cứ trò chuyện đi, tôi đi ra ngoài dạo một chút. Hai người Ngô Bình chào Hồng Liên, rồi Nhan Vũ. Sương thấp giọng, sư huynh, Vô Lượng Kiếm Cung đã xảy ra chuyện, anh biết không? Ngô Bình là kiếm chủ của Vô Lượng Kiếm Cung, tuy không quản lý nhưng nghe nói có việc xảy ra thì cũng hoảng hốt hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhan Vũ Sương, nhà họ Tuyệt đứng đầu bảy thế gia có một vị thiên kiêu tên Tuyệt Thiên Thành, người này vì một chuyện nào đó mà xảy ra xung đột với đệ tử Vô Lượng Kiếm Các vào 3 ngày trước, kết quả đệ tử của Vô Lượng Kiếm Các bị giết. Việc này khiến xung đột hai bên căng thẳng hơn, đệ tử của Vô Lượng Kiếm Các dẫn người bao vây nhà họ Tuyệt. Nhà họ Tuyệt cũng phái ra cao thủ, song phương đã giằng co vài ngày. Tuy hai bên đã cố kiềm chế nhưng e là việc này không dễ kết thúc. Ngô Bình không ngờ mới rời đi vài ngày mà kiếm cung lại xảy ra chuyện như thế, cậu nghĩ ngợi rồi hỏi, nhà họ Tuyệt và Vô Lượng Kiếm Cung trước đây có mâu thuẫn gì không? Lão tổ nhà họ Tuyệt và Vô Lượng Kiếm Tôn năm xưa từng là đối thủ, xung đột tăng lên, mâu thuẫn hai bên khó có thể giải quyết. Ngô Bình, không thể giải quyết thì thôi. Nói chuyện với Nhan Vũ Sương vài câu, hai người tới đỉnh núi của nhà họ Tuyệt. Người vừa tới. Quả nhiên nhanh chóng thấy các tu sĩ của Vô Lượng Kiếm Cung đều có mặt, nhà họ Tuyệt cũng phải ra nhiều cao thủ tọa chấn, không khí căng thẳng. Thấy Ngô Bình xuất hiện, mấy người Ngô Thanh Phong và Liễu Trường Uy lập tức tiến lên, cung chủ. Vẻ mặt Ngô Bình nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Ngô Thanh Phong cũng rất đau đầu, một đệ tử của Vô Lượng Kiếm Cung vô cớ bị Tuyệt Thiên Thành giết chết.
chúng ta yêu cầu nhà họ Tuyệt giao người ra, họ không chịu giao người mà còn sỉ nhục người ta ở cổng. Hừ, bọn họ rõ ràng cảm thấy sư tôn không ở nên mới dám ăn hiếp Vô Lượng Kiếm Cung như vậy. Ngô Bình hỏi, sư huynh cảm thấy chúng ta nên xử lý thế nào? Ngô Thanh Phong, mấy loại xung đột trong kiếm đường thế này thì hai bên thường phái người ra quyết đấu, bên thua phải đáp ứng mọi điều kiện của bên thắng. Nhưng vấn đề là nhà họ Tuyệt có một đệ tử Huyền Quang Tuyệt Thiên Tứ. Nếu chúng ta phái người xuất chiến, nhà họ Tuyệt nhất định sẽ phải tên kia ra. Ngô Bình nghe nói tới tên Tuyệt Thiên Tứ thì hỏi, Tuyệt Thiên Tứ xuất quan rồi à? Đúng vậy, Ngô Thanh Phong thở dài, Vô Lượng Kiếm Cung bên tạm thời vẫn chưa có ai đối kháng được. Với Tuyệt Thiên Tứ, nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới bán bộ đạo cảnh, lĩnh ngộ được một chút đại đạo. Tuy thực lực của Ngô Bình rất mạnh, còn là đệ nhất kiếm bảng, thậm chí có được vương tỏa kiếm đạo nhưng tu vi của cậu vẫn chưa cao lắm, bí cảnh đối đầu với bán bộ đạo cảnh thì gần như không có cơ hội thắng. Cũng vì khí thế không bằng nên Vô Lượng Kiếm Cung mới bị động, chỉ có thể phái người tới dây dưa nhà họ Tuyệt. Chuyện thế này không có ai đứng ra điều giải sao, Ngô Bình hỏi. Ngô Thanh Phong thở dài, người ta chỉ mong chúng ta đánh nhau thôi. Chí tôn kiếm đường cũng không vững vàng kiến cố như thế, ai cũng có vấn đề của mình, trừ phi kiếm chủ mới giải quyết, bằng không tình hình này sẽ không thay đổi được. Ngô Bình gật đầu, tôi đi. Ngô Thanh Phong lắp bắp, cung chủ, việc này không phải đùa. Nếu bị thua thì sẽ mất mạng đấy. Ngô Bình nói, sư huynh đừng lo, dù tu vi ta không cao nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Thấy Ngô Bình kiên quyết. Ngô Thanh Phong nói, vậy được rồi cung chủ nhất định phải chú đấy. Sau đó anh ta lớn giọng nói về hướng nhà họ Tuyệt, Tuyệt quân, cứ tiếp tục như vậy không phải cách, giải quyết theo quy tắc cũ, dám không? Một bóng người đáp xuống cách đó xa, đây là Tuyệt quân, gia chủ nhà họ Tuyệt. Tuyệt quân là một kiếm tôn, ông ta nhìn Ngô Thanh Phong lạnh lùng, cậu Ngô, cậu tìm được kẻ chịu chết rồi sao? Ngô Thanh Phong hừ lạnh, Tuyệt quân, đừng kiêu ngạo như vậy. Ngô Bình đứng ra, thản nhiên, tôi xuất chiến. Thấy Ngô Bình, vẻ mặt Tuyệt quân biến đổi, hóa ra là cậu Ngô. Cậu Ngô là người có được vương tỏa kiếm đạo, tôi nghĩ không nên mạo hiểm như vậy. Ngô Bình thản nhiên, nhà họ Tuyệt có xung đột với Vô Lượng Kiếm Cung, không phải là đang mong tôi ra mặt sao? Ngô Bình vừa tới hiện trường là đã phát hiện sau khi cậu trở thành cung chủ của Vô Lượng Kiếm Cung, nhà họ Tuyệt đã ra tay giết đệ tử của cung thì chắc chắn là nhắm vào cậu. Nhà họ Tuyệt có Tuyệt Thiên Tứ, thực lực, mạnh mẽ, trừ phi là kiếm tôn ra tay, nếu không không thể áp chế. Vì kiếm cung có quy định của kiếm cung, muốn giải quyết bằng võ đạo thì phải phái người có tu vi dưới đạo cảnh mới được. Từ đó, kẻ duy nhất có thể đối kháng với Tuyệt Thiên Tứ chỉ có Ngô Bình. Ngô Bình có vương tỏa kiếm đạo, đây chính là bảo vật người người ngấp nghé, Ngô Bình không cần đoán cũng biết mục tiêu của đối phương là vương tỏa kiếm đạo. Không ngờ Ngô Bình nói thẳng mục đích của họ. Tuyệt quân không khỏi sửng sốt rồi cười lớn u Ngô, nghe lời này của cậu đi. Tuy mọi người không có tình cảm gì nhưng cậu cũng là thiên kiêu của chí tôn kiếm đường, nhà họ Tuyệt sao lại có ý nghĩ này chứ? Ngô Bình nhìn đối phương, có ý nghĩ này cũng không có gì khác thường. Nếu tôi không áp chế nổi Tuyệt Thiên Tứ thì lấy được vương tỏa kiếm đạo có tác dụng gì? Trong lòng Tuyệt quân dao động, cậu Ngô có ý gì? Ngô Bình, giá trị của vương tỏa kiếm đạo, mọi người đều rõ. Nếu các người thắng, vương tỏa kiếm đạo, sẽ thuộc về nhà các người. Để công bằng, nhà họ Tuyệt cũng phải lấy ra thứ có giá trị tương đương. Đối với âm mưu của nhà họ Tuyệt, Ngô Bình đã rõ ràng nhưng cậu không để yên, yêu cầu đối phương phải lấy ra lợi thế tương đương. Cậu muốn dùng cơ hội này để đe dọa những kẻ ngấp nghé vương tỏa kiếm đạo khác. Tuyệt quân híp mắt, hiện tại ông ta có chút bị động. Ông ta biết nếu mình không lấy ra thứ tương đương thì Ngô Bình sẽ không tham gia trận đấu hoặc đưa vương hỏa cho người khác, đây là điều ông ta không thể chấp nhận. Ngô Bình suy đoán không sai, nhà họ Tuyệt lợi dụng chuyện hôm nay để chiếm lấy vương tỏa kiếm đạo. Ừ tay Ngô Bình, vương tỏa này, nhà họ phải có được. Ông ta mỉm cười, cậu Ngô muốn cái gì? Ngô Thanh Phong nhíu mày, không ngờ các người lại gian xảo như thế, dám gài bẫy cung chủ ta. Cung chủ, chuyện hôm nay dừng ở đây. Chúng ta về bàn bạc kỹ hơn. Ngô Thanh Phong cũng là người thông minh, trước đó đã cảm nhận được gì đó, lửa giận dâng lên nên không suy nghĩ kỹ càng, giờ nghe Ngô Bình nói, lửa giận lại bùng lên, lúc này mới không mong Ngô Bình sẽ đánh nhau với Tuyệt Thiên Tứ. Ngô Bình cười nói, sư huynh, người ta không nhằm về phía Vô Lượng Kiếm Cung mà là muốn vương tọa trong tay ta.
Ngô Thanh Phong, cung chủ, đối phương đã dám làm thế thì đã chuẩn bị đầy đủ, người không thể mạo hiểm. Ngô Bình thản nhiên, nếu ta không tự tin thì đã không chấp nhận, sư huynh yên tâm, kẻ thua sẽ là nhà họ Tuyệt. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Ngô Thanh Phong mới nói với Tuyệt quân, họ Tuyệt, cung chủ chúng ta nói không sai, vương tỏa kiếm đạo rất quý giá, các người phải lấy ra thứ có giá trị tương đương, nếu không đừng ngấp nghé vương tỏa. Sắc mặt Tuyệt quân thay đổi, nói đi, các người muốn thứ gì? Ngô Bình hỏi Ngô Thanh Phong, sư huynh, vật chân quý nhất của nhà họ Tuyệt là gì? Ngô Thanh Phong hiểu rất rõ về nhà họ Tuyệt, kẻ mà mình phải đối đầu nên nói, trước đây nhà họ Tuyệt không hề có gì đặc biệt, sau này lão tổ nhà họ Tuyệt có được một bộ thiên thư, tên là Thất Tuyệt Thiên Thư. Nghe nói, lão tổ nhà họ Tuyệt chỉ tìm hiểu được một phần nhỏ của Thất Tuyệt Thiên Thư, mà đã có được thành tựu kinh thế. Nghe Ngô Thanh Phong nói muốn ông ta lấy Thất Tuyệt Thiên Thư ra làm tiền đặt cược, Tuyệt quân không khỏi giận tím mặt, Ngô Thanh Phong, sao cậu dám lấy Thất Tuyệt Thiên Thư ra đánh cược? Ngô Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ mục tiêu ông không phải ở trên vương tỏa kiếm đạo à? Ông dám nói Thất Tuyệt Thiên Thư chân quý hơn vương tỏa kiếm đạo hay không? Tuyệt quân nghe thấy mà nghẹn lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Phong. Ngô Bình cười nói, Thất Tuyệt Thiên Thư, thật ra cũng không có gì. Nhà họ Tuyệt chủ, ý của ông thế nào? Đồng ý với cậu ta. Lúc này, một người thanh niên đạp không bước đi, chỉ vài bước là đến bên người của Tuyệt quân. Người này mắt sáng mày kiếm, khí chất sắc bén kỳ lạ như lưỡi kiếm. Người đến chính là Tuyệt Thiên Tứ, đệ tử Huyền Quang, đệ nhất thiên kiêu của nhà họ Tuyệt. Tuyệt quân nhìn về phía Tuyệt Thiên Tứ, sự tự tin của Ngô Bình làm ông ta có hơi lo lắng. Ông ta nói, Thiên Tứ, con có chắc chắn không? Những lời này, đáng lẽ nên lén hỏi, nhưng ông ta lại không thể không hỏi trước mặt mọi người. Tuyệt Thiên Tứ cười nói, bố yên tâm, mặc dù người này có kiếm đạo vương tọa, nhưng chỉ có một ít kiến thức hời hợt, con tin chắc mình có thể đánh bại hắn. Tuyệt quân hít vào một hơi, nói với Ngô Bình, được, tôi đáp ứng điều kiện của cậu. Ngô Bình cười nói, rất tốt, thời gian lên lôi đài là 3 ngày sau. 3 ngày sau, 7 đại thế gia chí tôn kiếm đường hiện thân xem chiến. Cậu mời người đến xem chiến là vì phòng ngừa nhà họ Tuyệt chơi xấu. Tuyệt Thiên Tứ liếc mắt nhìn Ngô Bình, cười nói, cậu Ngô, bảo vệ vương tỏa kiếm đạo của mình cho tốt, 3 ngày sau, nó sẽ thuộc về tôi. Ngô Bình cũng không tức giận, nói, anh Tuyệt cũng bảo quản Thất Tuyệt Thiên Thư cho tốt, 3 ngày sau nó sẽ là của tôi. Cả hai người đều tràn đầy tự tin, ước định thời gian xong rồi thì từng người trở về. Tuyệt Thiên Tứ là bán bộ đạo cảnh muốn đấu với Ngô Bình, tin tức truyền ra ngoài như một cơn gió, ngay. Cả đám người Thẩm Huyền Tâm cũng nhanh chóng biết được tin này, vội vàng chạy đến. Trên Tử Phong Long, Ngô Bình gặp được 3 vị sư phụ. Âu Dương Thiên Tế có hơi bực bội, nhà họ Tuyệt chắc đã ăn tim hùng gan báo mới dám ngấp nghé vương tỏa kiếm đạo. Thẩm Huyền Tông, chuyện này cũng bình thường, nhà họ Tuyệt không phải người duy nhất muốn có vương hỏa kiếm đạo. Chỉ là tu vi của Tuyệt Thiên Tứ rất cao, Ngô Bình, con chắc chắn mình có thể thắng hắn không? Ngô Bình, sư tôn, đệ tử đã có được sức mạnh cấm kỵ, nhìn thì tu vi có vẻ không cao, nhưng để đối phó với u sĩ dưới đạo cảnh vẫn dễ dàng. Thẩm Huyền Tông nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi. Trước đây Ngô Bình đã là trúc cơ viên mãn, tiếp theo cậu có thể tiến đến cảnh giới thần thông. Cảnh giới thần thông và Nguyên Anh ở Thánh Cổ Đại Lục có nhiều chỗ tương đồng. Nên cậu quyết định sẽ tu luyện ở cả hai nơi. Quay lại phòng luyện công, căn cứ theo Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh, bắt đầu tiến đến phần đầu của thần thông cảnh, động pháp cảnh. Động pháp, chính là thấy rõ được pháp tắc trật tự giữa đất trời, sau đó, mượn sức mạnh của pháp tắc này, rèn luyện bí thuật của mình, biến chúng thành sức mạnh và pháp thuật mạnh hơn. Pháp tắc trật tự giữa đất trời này có rất nhiều loại, chúng bị chia làm hạ phẩm pháp tắc, trung phẩm pháp tắc, thượng phẩm pháp tắc. Thánh phẩm pháp tắc, thiên phẩm pháp tắc, tương đương với trung hạ giai pháp thuật, trung giai pháp thuật, thượng giai pháp thuật, thánh giai pháp thuật, thiên giai pháp thuật. Thật ra, đa số đều chỉ có thể lĩnh ngộ hạ phẩm pháp tắc, tu luyện hạ giai pháp thuật hoặc thần thông. Ngàn người chỉ có một người có thể tu luyện được trung giai pháp thuật, trong số 10 vạn người mới có được một người có thể tu luyện được thượng giai pháp thuật. Thánh giai pháp thuật lại càng khó hơn, trong toàn bộ tiên giới. Mỗi năm cũng chỉ có 1-2 người có thể tu luyện được thánh giai pháp thuật, những người này, không người nào không phải là thiên kiêu tuyệt thế. Đang lúc Ngô Bình chuẩn bị cảm ứng được thiên đạo pháp tắc,
thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít kinh nghiệm và hiểu biết. Kinh nghiệm và hiểu biết đã giúp cậu rất lớn. Cấm thần của cậu vừa mới lên không trung, đã hấp dẫn được một cái thiên phẩm pháp tắc. Lẽ ra, để hiểu được thiên phẩm pháp tắc phải rất khó khăn, nhưng mà thiên phẩm pháp tắc này dường như đã quen thuộc với cậu, thế mà lại nhẹ nhàng đan hợp với cấm thần của cậu. Nhưng cấm thần dẫu sao, cũng là bí thần khác biệt, thiên phẩm pháp tắc vừa mới dung hợp, thì cấm thần lại cắn nuốt một phần pháp tắc ngay lập tức. Phản ứng của thiên phẩm pháp tắc cũng vô cùng kịch liệt, trên không trung lập tức bị sấm chớp bao phủ, mạnh mẽ đánh xuống hướng cấm thần của Ngô Bình. Cấm thần của Ngô Bình bị đánh té nhào, cả người bốc khói, lại không hề lùi bước chút nào, lại cắn nuốt một phần thiên phẩm pháp tắc. Thượng thiên lại càng giận thêm, vô số sấm chớp, suốt không ngừng đánh xuống cấm thần. Từ ngày cấm thần của Ngô Bình ra đời, đã chịu thiên địa kiêng kỵ, được sấm sét tẩy lễ, cho nên lúc này uy rất đau đớn, nhưng vẫn có thể kiên trì. Cùng lúc đó, bí anh thứ hai của Ngô Bình đã trưởng thành, hóa ra cấm thần thứ hai bay vào không trung, đối kháng với thiên lôi cùng cấm thần thứ nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí thần thứ hai của Ngô Bình không được luyện chế ở nhân tộc cấm kỵ, nhưng sức mạnh cũng tương tự, hai cấm thần liên thủ đối kháng với thiên lôi, càng đánh càng hăng. Chẳng bao lâu, cấm thần thứ nhất đã cắn nuốt được ba phần của thiên phẩm pháp tắc. Lúc này, nó cũng luyện chế đủ thiên phẩm pháp tắc, đỉ nhiều để đối kháng với thiên phẩm pháp tắc ở bên ngoài. Vì thế, sấm chớp dần dần tiêu tán, thiên phẩm pháp tắc như nhận mệnh mà để cho cấm thần của Ngô Bình tiếp tục cắn nuốt nó. Hơn một giờ sau, cấm thần của Ngô Bình đã cắn nuốt hơn 1% thiên phẩm pháp tắc. Bí thân dung hợp với thiên địa pháp tắc là có thể khống chế được pháp ắc này, mượn sức mạnh của thiên địa để sử dụng. Mà cấm thần thì lại khác, nó cắn nuốt thiên địa pháp tắc, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, có thể thống lĩnh pháp tắc ở bên ngoài để sử dụng. Không thể nghi ngờ được, sức mạnh của cấm thần càng ngày càng khủng bố. Sau khi nuốt thiên phẩm pháp tắc, cấm thần thứ hai trở về, cấm thần thứ nhất tiếp tục cắn nuốt thánh phẩm pháp tắc. Bởi vì đã khống chế thiên phẩm pháp tắc, số pháp tắc còn lại đều vô cùng thuận theo, bị khí ức của Ngô Bình uy hiếp, ngoan ngoãn biết điều không phản kháng. Cứ như thế, Ngô Bình chỉ dùng 2 tiếng ngắn ngủn là đã có thể cắn nuốt 10 loại thánh phẩm pháp tắc, 100 loại pháp tắc cao cấp. Lúc này đây, cấm thần của Ngô Bình bởi vì lúc này đã cắn nuốt 100 loại pháp tắc, mà sức mạnh đã tăng lên cực đại. Hơn nữa hai cấm thần bù đắp lẫn nhau, cấm thần thứ hai đã có một nửa sức mạnh. Dị tượng ở Tử Long Phong khiến cho rất nhiều người chú ý đến, đương nhiên nhà họ Tuyệt cũng thấy được. Trên đỉnh núi của nhà họ Tuyệt, Tuyệt Thiên Tứ và Tuyệt Quân nhìn lên thiên lôi cồn cuộn ở Tử Long Phong, vẻ mặt nghiêm trọng. Tuyệt Thiên Tứ nhàn nhạt nói, thế mà lại đột phá, thần thông cảnh ở ngay lúc này, khó trách lại dám đánh với con. Tuyệt Quân nói, nhìn khí tượng của người này, bí anh của hắn chắc chắn không nhỏ, không biết là bí anh cấp gì. Xung quanh Tử Long Phong bị đám người Thẩm Huyền Tông hạ cấm chế, cho nên người bên ngoài chỉ nhìn được sấm sét, chứ không nhìn được cấm thần của Ngô Bình. Tuyệt Thiên Tứ, bố, dù con chưa thể hoàn toàn hiểu rõ đại đạo, nhưng cho dù có đối mặt với tu sĩ đạo cảnh tầng 3 thì cũng có thể đánh được. Ngô Bình này tuy là đến thần thông cảnh, nhưng cậu ta lại không thể khống chế đại đạo, chỉ có thể mượn sức mạnh của pháp tắc. Pháp tắc ở trước mặt đại đạo hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Không thể khinh địch, Tuyệt Quân nhắc nhở con trai mình, người này có thể có được vương tỏa kiếm đạo, chuyện này có nghĩa là trên người hắn có đại khí vận. Muốn đánh bại loại người này thì rất khó khăn. Tuyệt Thiên Tứ cười nói, bố, trên người con có thiên vận tiên phù, khí vận chắc chắn không thua đối phương. Vương tỏa kiếm đạo nhất định thuộc về con. Tuyệt Quân, đi gặp lão tổ đi, ông ấy có chuyện muốn nói với con. Lúc này, trên Tử Long Phong, Ngô Bình đẩy cửa bước ra. Cậu tìm hiểu pháp tắc, sau đó ngưng tụ lại thành cấm kỵ pháp thuật chân chính. Cấm kỵ pháp thuật có thêm nhiều sức mạnh của pháp tắc thêm vào, uy lực mạnh mẽ hơn so với cấm thuật trúc cơ kỳ. Thời gian kế tiếp, Ngô Bình chọn 3 loại thánh phẩm pháp tắc, kết hợp với sức mạnh cấm kỵ, tu luyện 3 loại thánh giai cấm kỵ thuật pháp. Đương nhiên, còn kết hợp thiên phẩm pháp tắc để tu luyện nhất môn thiên giai cấm kỵ thuật pháp. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, theo lời mời của Hồng Liên Kiếm Tôn và đám người Thẩm Huyền Tông, những người quản lý của Chí Tôn Kiếm Đường lần lượt hiện thân ở võ đài. Ở Chí Tôn Kiếm Đường, có một cái võ đài, được mọi thế lực ở khắp nơi dùng để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Buổi trưa, khắp xung quanh võ đài đã có đầy người, thậm chí,
không ít đại nhân vật từ bên ngoài Chí Tôn Tiên Kiếm đi vào xem chiến. Thời gian vừa đến, Ngô Bình và Tuyệt Thiên Tứ đi xuống phía trên võ đài. Võ đài hình vuông rộng khoảng 100 bước, mặt đất vô cùng kiên cố, cho dù đã trải qua mấy vạn trận chiến lớn nhỏ, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hao gì. Ở bên cạnh nhà họ Tuyệt, xuất hiện một ông lão, mặt gầy gò, tóc đã bạc hết, trong mắt ông ta có hai lồng tử điện sáng lập lòe. Người này chính là lão tổ nhà họ, Tuyệt, Tuyệt Thiên Niên. Tuyệt Thiên Niên bình đạm nói, đối phương là ai, nói đi. Hồng Liên Kiếm Tôn nói, Ngô Bình là vãn bối của tôi thay mặt cho Vô Lượng Kiếm Cung nói chuyện. Tuyệt Thiên Niên, Hồng Liên, nếu Ngô Bình bại trận thì để lại vương tỏa kiếm đạo, từ đây hai bên không thiếu nợ ai. Hồng Liên Kiếm Tôn, nếu Tuyệt Thiên Tứ bại trận thì nhà họ Tuyệt giao Tuyệt Thiên Thư ra, giao Tuyệt Thiên Thành ra. Mong các vị đạo hữu chứng kiến. Tuyệt Thiên Niên, được. Hồng Liên Kiếm Tôn, thời gian đã đến, có thể bắt đầu thôi. Dứt lời, Tuyệt Thiên Tứ bỗng nhiên nở nụ cười, toàn bộ mặt đất võ đài lập tức sáng ngời, hàng tỷ kim quang bắn ra, giam cầm hoàn toàn cơ thể Ngô Bình. Diệt Tuyệt Kiếm Lao, nhìn thấy kiếm quang, sắc mặt của Ngô Thanh Phong lập tức thay đổi, buột miệng thốt ra. Không xong, chiêu Diệt Tuyệt Kiếm Lao này không phải chỉ có lão tổ nhà họ Tuyệt mới biết hay sao? Sao, Tuyệt Thiên Tứ lại biết được, sắc mặt đệ tử Vô Lượng Kiếm Cung vô cùng khó coi, lập tức lo lắng cho Ngô Bình. La Vô Phi nhìn sơ qua, nói chiêu này đã trải qua duyền thừa ngàn năm mới có thể dùng được, chỉ có thể dùng được một lần. Âu Dương Thiên Tế nhíu mày, nếu sớm biết bọn họ làm như thế, chúng ta cũng lưu lại chút thủ đoạn trên người của Ngô Bình. Thẩm Huyền Tông hừ một tiếng, nói chút thủ đoạn này, không vây nhốt được Ngô Bình đâu. Tuyệt Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, thế nào? Ngô Bình hơi quay đầu lại, nhàn nhạt nói, chỉ có như vậy. Dứt lời. Cậu lập tức phát động một thánh giai thuật pháp, tên là Đại Phá Trận. Thuật này thuộc về cấm kỵ pháp thuật, một nguồn năng lượng màu đen khuếch tán ra xung quanh, nơi nào nó đi qua, kim quang đều lần lượt bị tiêu tán. Tuyệt Thiên Tứ chấn động, chắp hai tay lại, trong không trung xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, dài 10 trượng, toàn thân phát ra hàng tỷ hào quang, mũi kiếm nhằm đến hướng của Ngô Bình mà đâm đến. Trong tay Ngô Bình xuất hiện Bạch Hổ Tiên Kiếm, giơ kiếm hướng lên không trung. Thi triển tuyệt thế nhất kiếm. Một đường kiếm quang rực rỡ nghênh đón trường kiếm màu tím kia, hai kiếm đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Trường kiếm màu tím vỡ ra, kiếm của Ngô Bình phóng lên cao, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, trong nháy mắt hóa thành vô lượng kiếm quang, chém xuống hướng của Tuyệt Thiên Tứ. Phía trên kiếm quang, xuất hiện bảy cây kiếm lớn, là thất kiếm trọng sơn mà cậu đã thi triển. Khi cậu tu luyện Vô Lượng Kiếm Cung, đã ngưng tụ vô số pháp trận, cho nên có thể dung hợp bất kỳ kiếm pháp và chiêu thức gì vào bên trong Vô Lượng Kiếm Cung, bao gồm cả tuyệt thế nhất kiếm mà cậu đang thi triển. Chiêu này ở trong Vô Lượng Kiếm Kinh có một cái tên, gọi là Vô Lượng Kiếm Vũ. Có kiếm quang vô tận không ngừng rơi xuống, mỗi một đường kiếm quang đều mang theo uy lực bất phàm. Sau khi dung nhập vào, tuyệt thế nhất kiếm thì uy lực một kích lại càng thêm khủng bố. Hàng tỷ kiếm quang rơi xuống. Tuyệt Thiên Tứ chịu áp lực rất lớn, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái lồng do kiếm quang ngưng tụ lại, chặn lại mưa kiếm. Tuy nhiên, chưa đến 3 giây, lồng hào quang đã bị dập nát, có vô số kiếm quang chém xuống, trên đồ trang sức của hắn, lập tức xuất hiện vô số vệt máu, kiếm quang sắc bén không tưởng, xuyên qua thân thể của hắn rồi đâm vào mặt đất. Tuyệt thế nhất kiếm này dung nhập với vài thủ đoạn lợi hại của Ngô Bình, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không thể nào chịu nổi, huống chỉ là Tuyệt Thiên Tứ. Kiếm quang rơi xuống, Tuyệt Thiên Tứ cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất, hắn đã không còn hình người, quần áo. Đều bị cắt thành mảnh nhỏ, xương cũng bị cắt đến chỉ còn chút tàn cốt và chút máu thịt ở trên trùng. Nhìn thấy một thế hệ thiên kiêu lại có kết cục như vậy, Tuyệt Quân phát ra một tiếng kêu thảm, ông ta nhào đến chỗ võ đài, lại bị mấy đường kiếm quang ngăn lại. Người ra tay, là sáu vị gia chủ của Đại Thế Gia, cùng với Hồng Liên Kiếm Tôn và các cường giả xung quanh. Không còn kịp nữa rồi, Tuyệt Thiên Niên thở dài một tiếng, trận võ đài là một canh bạc lớn. Đánh cược thẳng thì nhà họ Tuyệt không chỉ có thất Tuyệt Thiên, thư mà còn có thêm một vương tỏa kiếm đạo, tương. Lai nhất định có thể trở thành thế gia đệ nhất vạn kiếm tiên giới. Đáng tiếc, bọn họ thua cược. Tuy rằng chỉ còn tàn cốt, Tuyệt Thiên Tứ lại không chết, hắn dùng đôi mắt không có tròng nhìn Ngô Bình, như đang hy vọng cậu động thủ nhanh chóng một chút.
Ngô Bình không đuổi tận giết tuyệt, nói anh cũng là tuyệt thế thiên kiêu của Chí Tôn Kiếm Đường, giết đi thì đáng tiếc. Hôm nay tôi tha cho anh một mạng. Tuyệt Thiên Nhiên nghe như thế, lúc này mới bay xuống sân, vung tay lên, một luồng sáng xanh bao lấy Tuyệt Thiên Tứ, đưa về nhà họ Tuyệt. Sau đó, ông ta lấy ra một quyển sách cổ bình thường, đưa hai tay cho Ngô Bình, nói, Ngô Công Tử, đây là Thất Tuyệt Thiên Thư. Ngô Bình đưa hai tay ra tiếp nhận Thất Tuyệt Thiên Thư, nói, Tuyệt tiền bối, nghe nói Thiên Thư được hình thành từ trong thiên địa. Tuyệt Thiên Nhiên lắc đầu, Thất Tuyệt Thiên Thư là quyển sách được viết bởi 7 vị cao nhân tuyệt thế, trên có 7 điều hiểu biết về thiên đạo của bọn bò. Thứ bọn họ hiểu được không phải là chiêu thức, không phải thần thông mà là hạt giống của tân thiên đạo, có tác dụng phi thường đối với người tu đạo. Nếu có thể hiểu được một loại, thì tương lai có thể sáng tạo ra được một loại thiên đạo mới. Thì ra là thế, Ngô Bình hỏi, tiền bối đã tìm hiểu được bao nhiêu rồi? Tuyệt Thiên Nhiên, ta chỉ tìm hiểu một loại, còn một loại khác chỉ hiểu sơ lược. Thất Tuyệt Thiên Thư chỉ có người có đại khí vận mới có thể tìm hiểu, lấy tư chất và khí vận của ta, chỉ có thể tìm hiểu được một loại, loại thứ hai vĩnh viễn không thể nào tìm hiểu hoàn toàn. Ngô Bình gật đầu, vãn bối sẽ nhận lấy Thất Tuyệt Thiên Thư. Sau này, ân oán của nhà họ Tuyệt và Vô Lượng Kiếm Cung được xóa bỏ hết. Tuyệt Thiên Nhiên, Ngô Công Tử tha cho Thiên Tứ một mạng, ân tình này nhà họ Tuyệt ta sẽ nhớ kỹ. Ngô Bình nói như thế nào cũng đều là tu sĩ Chí Tôn Kiếm Đường, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Thế nhưng, nhà họ Tuyệt vẫn nên giao ra hung thủ Tuyệt Thiên Thành. Tuyệt Thiên Nhiên vui vẻ nói, đương nhiên. Sự việc kết thúc, Ngô Bình trở lại Tử Long Phong nghỉ ngơi một lát. Mấy vị sư tôn và Hồng Liên Kiếm Tôn đều ở Tử Long Phong, đang tán gẫu, Thẩm Huyền Tông nhắc đến, yêu cầu thu thêm mấy vị đệ tử thiên tài để bồi dưỡng thêm, để đặt nền móng sau này cho việc thành lập môn phái. Nhắc đến đệ tử thiên tài, Ngô Bình nghĩ đến Tô Thanh Quả, tư chất của Tô Thanh Quả hoàn mỹ, nhưng vì thế mà ông trời đố kỵ, thay đổi thể chất của cô, khiến cô không thể hoàn mỹ được như vậy. Nhưng cho dù có là như thế, tư chất của Tô Thanh Quả vẫn khủng bố vô cùng, dẫu sao cô cũng là một người gần như hoàn mỹ. Sư tôn, con muốn đi gặp một người. Nếu cô ấy đồng ý tu hành, con sẽ đưa cô ấy gặp sư tôn. Thẩm Huyền Tông hứng thú, hỏi cậu, hở, là người thế nào? Một nữ sinh, trạc tuổi con, thể chất hoàn mỹ, thần hồn hoàn mỹ, đến dung mạo cũng hoàn mỹ. Thế nhưng, lúc trước con có thoáng thay đổi thể chất của cô ấy. Ngô Bình nói rõ tiền căn hậu quả trong một lần. Thẩm Huyền Tông vô cùng vui vẻ, nói, hóa ra là thể chất hoàn mỹ, đúng là khó có được mà. Tốt rồi, con nhanh chóng đưa con bé đến gặp ta. Ngô Bình nói các sư tôn đợi một lát, cậu trở lại thế tục rồi sẽ về ngay. Tô Thanh Quả cũng thi vào Đại học Thần Kinh, nhờ có Ngô Bình hỗ trợ mà cô mới có tư cách thi đại học. Thế nhưng, Tô Thanh Quả lại học ở Văn Viện, cách học viện Ngô Bình học khá xa. Cho nên cậu cũng không liên lạc với Tô Thanh Quả. Văn viện có một phòng học ở giữa, Tô Thanh Quả đang đọc sách, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có gió. Cô quay đầu lại, lập tức thấy Ngô Bình. Cô không khỏi ngẩn người ra, Ngô Bình, sao anh lại đến đây? Ngô Bình cười nói, có việc muốn thương lượng với cô, có thể ra ngoài nói được không? Tô Thanh Quả gật đầu nói được. Hành lang ngoài phòng học, Ngô Bình nói, Thanh Quả, muốn tu hành không? Từ sau khi biết Ngô Bình, ít nhiều gì Tô Thanh Quả cũng biết được một ít chuyện tu hành, cô do dự vài giây, sau đó lập tức gật đầu thật mạnh, muốn. Ngô Bình, nếu cô muốn tu hành, vậy bây giờ tôi đưa cô đi gặp sư tôn của tôi. Bọn họ là tiên nhân, rất lợi hại, nếu cô bái bọn họ làm thầy, trong tương lai nhất định có thành tựu vô cùng cao. Tô Thanh Quả suy nghĩ, nói thế có cần phải về nói cho người trong nhà hay không? Ngô Bình cười nói, không cần. Chờ đến khi nghỉ lễ thì có thể về. Chuyện tu hành, tạm thời không cần phải nói cho người nhà của cổ. Tô Thanh Quả, nhưng tôi vẫn muốn về nhà một chuyến. Nghĩ đến phải chuyện xa nhà một khoảng thời gian, cô vẫn muốn về gặp mặt mẹ và em gái mình. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Sau đó, cậu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tô Thanh Quả, nói, trong đó có 100 vạn. Cô đưa nó cho mẹ mình đi. Tô Thanh Quả vội vàng xua tay, tôi không thể lấy tiền của anh được. Ngô Bình cười nói, sau khi bái sư, cô chính là sư muội của tôi, người một nhà không cần phải khách khí. Nếu gì có hỏi tới, thì cô cứ bảo đây là học bổng đặc biệt là được. Nghe cậu nói như thế, Tô Thanh Quả đành phải nhận lời, nói cảm ơn sư huynh,
Ngô Bình cười ha ha, đi thôi. Trước tiên hai người về Trung Châu một chuyến, Tô Thanh Quả gặp mặt người nhà rồi mới đi theo Ngô Bình về Tử Long Phong. Khi mấy người Thẩm Huyền Tông nhìn thấy Tô Thanh Quả thì đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Quả nhiên là gần như hoàn mỹ, Thẩm Huyền Tông cười nói, cô bé tên là gì? Tô Thanh Quả, con tên Tô Thanh Quả. Thẩm Huyền Tông cười hỏi cô, con nguyện ý bái chúng ta làm thầy không? Tô Thanh Quả gật đầu, con nguyện ý. Ngô Bình nói, Thanh Quả, mau lại sư tôn đi. Tô Quả Trám lập tức quỳ trên mặt đất, lại ba vị sư tôn. Hồng Liên Kiếm Tôn không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này có tư chất cực tốt, thành tựu tương lai có thể không thua gì Ngô Bình. Thẩm Huyền Tông vô cùng vui vẻ, nói, Thanh Quả, Ngô Bình là sư huynh của con, sau này có chuyện gì cần thì cứ đi hỏi nó. Vâng, Tô Thanh Quả vô cùng ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói. Ngô Bình, bọn ta đưa Thanh Quả đi trước, con nên làm chuyện mình nên làm đi. Tiễn mấy vị sư tôn và Tô Thanh Quả đi, Hồng Liên Kiếm Tôn cũng cáo từ. Nhan Vũ Sương không đi, cô ta cười nói, chúc mừng sư huynh lại có thêm một sư muội. Ngô Bình hỏi, Vũ Sương, tôi muốn nhờ cô giúp ta một việc gấp. Nhan Vũ Sương vội vàng nói, mời sư huynh nói. Ngô Bình, tôi cần một người thay tôi mua bùa chú, pháp khí vân vân ở Vạn Kiếm Tiên Giới, cô có thời gian giúp tôi không? Nhan Vũ Sương gật đầu, đương nhiên là có thời gian. Sư huynh muốn mua bùa chú thế nào? Ngô Bình, chỉ cần chất lượng tốt, giá không thành vấn đề. Nơi này có 10 tỷ đại đạo tệ, trước tiên cô đi mua một ít đi. Nhan Vũ Sương sau khi nhận được nhiệm vụ thì không thể ngồi yên được, không lâu sau đã đi kiết nguồn cung cho Ngô Bình. Đến buổi tối, Hồng Liên Kiếm Tôn đưa Ngô Bình đến Huyền Quang Các. Huyền Quang Các được xây bên trong một thung lũng, lối vào được người tổng coi. Sau khi Hồng Liên Kiếm Tôn nói rõ ý định đến đây, hai người mới được cho phép đi vào. Huyền Quang Các tu sửa một khoảng hoa viên bên trong đó, sau khi tiến vào hoa viên không lâu, thì thấy một căn gác mái nhỏ 3 tầng. Gác mái rất đơn giản, chung quanh có một dòng suối nhỏ chảy quanh, chính diện có một cây cầu nhỏ. Vừa đến đầu cầu, Hồng Liên Kiếm Tôn nói, chỉ có thể đưa cậu đến đây, truyền thừa của kiếm các cũng không phải dễ dàng, cậu đừng đánh giá thấp nó vì bản thân đã có vương tỏa kiếm đạo. Lúc trẻ, Vạn Kiếm Tổ sư học rất nhiều thứ, có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Năm đó, ông ấy được xưng là vạn giới đệ nhất nhân, cậu nói xem có lợi hại hay không? Vạn giới đệ nhất nhân, Ngô Bình nhướng mày, lợi hại thật. Ngô Bình, tuy cậu có một thân kỳ ngộ, cũng có vương tỏa kiếm đạp. Nhưng hiện tại, cậu không bằng được Vạn Kiếm Tổ sư năm đó. Hồng Liên Kiếm Tôn gõ gõ Ngô Bình, đừng tự mãn. Cậu xem 10 đại tiên sáng lập giới, có ai là không phải nhân vật tuyệt thế đâu. Ngô Bình gật đầu, tiền bối nói đúng. Cậu bước qua cây cầu nhỏ, đi đến cho Huyền Quang Các. Hồng Liên Kiếm Tôn canh giữ ở đầu cầu, một tấc cũng không rời. Chờ đến khi Ngô Bình đến Huyền Quang Các, bà mới nói, nếu các người đã tới, tại sao lại không? Bước ra. Hơn 10 vị kiếm tôn của Chí Tôn Kiếm Đường cũng đến, trong đó cũng có Ngô Thanh Phong, Liễu Trường Uy vân vân. Chúng ta hy vọng có thể chứng kiến được một đệ tử huyền quang mới xuất hiện. Ngô Thanh Phong cười nói. Hồng Liên Kiếm Tôn, thật ra chúng ta đều biết rõ, chỉ cần hiểu được 1/10 trở lên nội dung truyền thừa của tổ sư, thì đều có thể trở thành đệ tử huyền quang. Ngô Thanh Phong gật đầu, đúng vậy, tìm hiểu 1/10 và tìm hiểu 9/10 trong 1/10 có sự khác biệt rất lớn. Hai người cũng khác nhau một trời một vực. Liễu Trường Uy, nghe nói tuyệt thiên tứ kia đã tìm hiểu được 1/2 của 1/10, không biết cung chủ có thể hiểu được mấy phần. Hồng Liên Kiếm Tôn, tổ sư để lại không ít chân bảo, sau khi tìm hiểu được 3/10, 5/10, 7/10 và 10/10, đều sẽ có được một cái bảo dương, chúng ta cứ chờ xem sao. Sau khi Ngô Bình tiến vào Huyền Quang Các, nhìn thấy một cậu thanh niên đang ngồi ở kia, mặc một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, diện mạo anh tuấn. Ông ấy tươi cười nói, tiểu bối, ta là Vạn Kiếm gia chủ. Đây là những gì mà ta có được khi nhận truyền thừa lúc 30 tuổi, cậu chỉ có thể nghe một lần, có thể nghe được bao nhiêu, thì phải coi số mệnh của cậu. Dứt lời, ông ấy lập tức bắt đầu đọc, khi Vạn Kiếm tổ sư còn trẻ, học rất nhiều thứ, y học bói toán, thiên văn địa lý, kiếm thuật võ đạo, bùa chú luyện kim, luyện đan luyện dược đều có đề cập đến. Thế nhưng, trong đó có một ít truyền thừa, Ngô Bình cảm thấy trình độ không cao bằng của mình nhưng cậu cũng nghe một chút, dẫu sao đá từ núi cũng có thể tạo ra ngọc mà. Đương nhiên, Vạn Kiếm tổ sư cũng có chỗ xuất sắc.
khi có truyền thừa lợi hại của riêng mình, lúc này, cậu sẽ im hiểu hết, dẫu sao cũng chỉ có thể nghe một lần. Giọng nói của Vạn Kiếm Tổ Sư thật huyền diệu, đồng thời tiếng của Đạo Luân có thể đánh thẳng đến linh hồn. Một người nếu ngộ tính tốt, có thể nhanh chóng hiểu được, áp dụng vào mục đích riêng của mình. Còn nếu tư chất không đủ, vậy thì chỉ có thể dương mắt nhìn, có mở mắt cũng chẳng học được bao nhiêu. Rất nhanh, Vạn Kiếm Tổ Sư đã nói đến kiếm đạo, Ngô Bình đang tìm hiểu về vương tỏa kiếm đạo, hơn nữa bản thân cũng có rất nhiều tích lũy, hiện giờ nghe thấy, thế mà lại liên tục khen ngợi, cậu cảm thấy Vạn Kiếm Tổ Sư quả thật là kỳ tài, ý nghĩ của ông ấy hữu ích với cậu rất nhiều. Lời của Vạn Kiếm Tổ Sư có mật độ tin tức cực cao, chỉ nói có mấy giây ngắn ngủi, nếu dùng văn tự của thế gian để mô tả, thì ít nhất có thể viết ra mấy trăm vạn chữ. Cứ như thế, Vạn Kiếm Tổ Sư nói liền 3 giờ, đã nói xong truyền thừa mình có được. Lúc này, ông ấy nhìn Ngô Bình, cười hỏi, hậu sinh, cậu học được bao nhiêu? Ngô Bình nói, gần như là học hết rồi. Vạn Kiếm Tổ Sư, vậy được, ta hỏi một vấn đề. Cậu và ta cùng thi triển vụ ảnh kiếm quyết của ta. Vụ ảnh kiếm quyết là một bộ kiếm thuật, nó là kỹ năng giết người nổi danh của Vạn Kiếm Tổ Sư thời còn trẻ, kiếm quang thi triển ra hóa thành ánh sương mù, tuyệt không thể tả, khó mà phòng được. Ngô Bình lấy Bạch Hổ Tiên kiếm ra, thân hình nhoáng lên, chung quanh đã có sương mù bốc lên, giấu giếm sát khí bên trong sương mù ngưng tụ thành từng bóng thích khách màu đen, đi theo đội hình. Vạn Kiếm Tổ Sư gật đầu, không tồi, cậu học kiếm quyết còn cao minh hơn cả ta, chuyện này có nghĩa cậu đã thêm vào đồ của chính mình. Sau đó, Vạn Kiếm Tổ Sư lại hỏi thêm một số chỗ khó, Ngô Bình đều có thể làm được hết, thậm chí còn làm tốt hơn cả Vạn Kiếm Tổ Sư lúc còn trẻ. Sau khi hỏi 10 lần, Vạn Kiếm Tổ Sư vô cùng vừa lòng, cười nói, hậu sinh, cậu đã có được toàn bộ truyền thừa của tan. Dứt lời, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một cái bảo dương vàng kim, Vạn Kiếm Tổ Sư nói, bên trong bảo. Dương, có 3 vạn kiếm trảm sát phù, 3 vạn kiếm độn phù, còn có một pháp chỉ. Bên trên pháp chỉ, cậu có thể viết lên bất kỳ yêu cầu gì, sau khi thả ra, yêu cầu sẽ được thực hiện ngay lập tức. Trừ cái này ra, bên trong dương còn có 5 tỷ kho phiếu, hy vọng cậu sớm thành tàu, đi hỗn độn giới tìm ta. Ngô Bình thi lễ, tạ tổ sư. Bóng dáng của Vạn Kiếm Tổ Sư biến mất, Ngô Bình thu lại cái dương, nhìn thoáng qua, rồi bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, cậu đã vào nơi này được hơn nửa ngày, cậu đẩy cửa bước ra. Vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy đối diện cây cầu nhỏ đang có hơn 10 vị trưởng lão kiếm đường, đều là cường giả ở cấp kiếm tôn. Hồng Liên kiếm tôn cười nói, Ngô Bình, sao rồi? Ngô Bình đưa cái bảo dương vàng kim ra, cười nói, tổ sư trò chuyện với tôi rất nhiều, cũng ban cái bảo dương này cho tôi, còn khen tôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xưa nay những người tiến vào huyền quang các chưa bao giờ nhìn thấy được bóng dáng của tổ sư, chỉ có thể nghe được giọng nói. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tổ Sư căn bản cũng không nói chuyện phiếm với bọn họ, càng đừng nói là ban cho bảo dương. Đây là dương bảo vật màu vàng, chỉ có người hiểu được toàn bộ truyền thừa mới có thể có được dương bảo vật màu vàng. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cung chủ, cậu đã hiểu toàn bộ truyền thừa của tổ sư, Ngô Thanh Phong run giọng hỏi. Ngô Bình gật đầu, cũng may lúc trẻ tổ sư đã học được những chuyện không quá thâm sâu, may mắn có thể lĩnh ngộ được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hồng Liên kiếm tôn cười nói, không hổ là người được vương tỏa kiếm đạo lựa chọn, chúc mừng. Ngô Bình ôm quyền với mọi người, sau đó cầm đi khen thưởng của đệ tử Huyền Quang, 500 triệu kho phiếu. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tổ Sư còn đưa cho cậu 5 tỷ kho phiếu, trong tay cậu có 5 tỷ 5 triệu kho phiếu. Tin tức nhanh chóng truyền đi, nhưng Ngô Bình lại lặng yên rời đi, mang theo kho phiếu đi tiên khố. Cậu phải dùng kho phiếu trong tay, đổi một chút đồ để đến Thánh Gỗ Đại Lục tiến hành giao dịch. Những kho phiếu mà cậu sở hữu, đều có mệnh giá 1.000, một kho phiếu tương đương với 4.800.000 tiền đại đạo. Hơn nữa, đồ vật trong tiên khố, có giá thấp hơn so với ngoại giới, cho nên, có số kho phiếu này, có thể mua được lượng lớn thứ tốt. Cậu bắt đầu mua kim cang hộ thân phù, thế thân phù, phi kiếm phù, phù chữa thương vân vân bên trong kho, cũng mua một ít phi kiếm, pháp bảo, các thứ linh tinh. Hắn bắt đầu từ tiên kho chung mua sắm kim cương bùa hộ mệnh, thế thân phù, phi kiếm phù, chữa thương phù chờ, cũng mua sắm một ít phi kiếm, pháp bảo linh tinh đồ vật.
giống kim cương bùa hộ mệnh, thúc dục sau nhưng bảo hộ tự thân không bị thương hại, chặn lại thần thông cảnh cường giả công kích, thậm chí là đạo cảnh cường giả công kích. Bùa chú phẩm cấp càng cao, hiệu quả liền càng cường. Này giá cả tiện nghỉ 100 kho phiếu, tiện nghỉ thượng vạn kho phiếu. Sau khi mua sắm suốt một ngày, Ngô Bình chọn ra 10 vạn bùa chú, 5.000 pháp bảo, tiền còn dư lại dùng để mua dược liệu, bởi vì cần dược liệu để luyện đan, lợi nhuận sẽ còn lớn hơn nữa. 5 tỷ 500 triệu kho phiếu, đã xài hết 4 tỷ 300 triệu, còn 1 tỷ 200 triệu dùng cho tình huống khẩn cấp. Sau khi mua đồ xong, Ngô Bình lập tức trở lại Vương Phủ Giang Nam. Nói như thế nào cậu cũng là Giang Nam Vương, cũng nên hỏi thăm một chút chuyện trong lãnh thổ của mình. Thế nhưng, Dương Ngọc Thanh có Văn Uyên, Lạc Trọng Minh hiệp trợ, đã quản lý Giang Nam một cách rất có trật tự. Nhân viên cơ cấu ban đầu đã bỏ đi một nửa, người còn lại đều là những người tài giỏi, có lý tưởng và sức lực. Hơn nữa, trong những người này, có một bộ phận thông qua Huyền Thiên Mộng Cảnh tuyển ra, bọn họ đều chịu đựng khảo nghiệm và rèn luyện bên trong Huyền Thiên Mộng Cảnh. Dương Ngọc Thanh hoàn toàn hiểu rõ chuyện ăn của dân thì phải làm lợi cho dân, cho nên trước mắt đã hạ thuế của nhà xưởng, xí nghiệp, cửa hàng, thuế cá nhân cũng hạ thấp xuống. Hơn nữa, còn trợ cấp rất cao cho người có thu nhập. Tập trung tăng thu nhập cho bác sĩ, giáo viên và người lao động trong ngành dịch vụ, đồng thời cũng trợ cấp cho nông dân. Ví dụ như một bà mẹ có con, từ khi vào bệnh viện sinh con, mỗi ngày đều có thể có lương gấp 5 lần, mỗi tuần lãnh một lần cho đến khi con được 1 tuổi. Hay như một người khi đã hơn 60 tuổi, không có lương hưu, mỗi tháng để có thể nhận được 10.000, hơn nữa chi phí khám bệnh được bảo hiểm chỉ trả 90%. Thuế cá nhân tối đa cũng chỉ có 10%. Hơn nữa người có thu nhập trên 100 vạn mới có thể đạt được tiêu chuẩn này. Thuế xí nghiệp giảm xuống một số, hơn nữa nếu có thể tiếp nhận được đủ lao động xã hội thì còn có thể giảm thuế. Chuyện này dẫn đến, rất nhiều doanh nghiệp không chỉ không cần nộp thuế mà còn có thể đi lãnh tiền. Qua một tháng ngắn ngủi, Giang Nam đã trở thành khu vực có bình quân đầu người cao nhất, lương bình quân một tháng đạt 25.000 tệ, thu nhập bình quân đầu người cũng đạt 18.000 tệ. Nhỏ được đi học. Hỗ trợ đầy đủ cho người già, lại có nhiều việc làm, chỉ số hạnh phúc của cư dân tăng lên. Mà chuyện này dẫn đến người dân ở Đại Hạ và nước Tống, đều muốn sang Giang Nam sinh sống. Đối với chuyện này, Dương Ngọc Thanh đã chấp, nhận tất cả, tới bao nhiêu thì tới, hơn nữa còn cho phép đối phương giữ lại quốc tịch Đại Hạ hoặc nước Tống. Vì thế, trong một khoảng thời gian ngắn, dân cư Giang Nam đã tăng đến hơn 30 triệu người, trước mắt, số dân hiện tại là 150 triệu người. Đồng thời, từ thiện Giang Nam cũng phát huy tác dụng thật lớn, tiếp tục đầu tư vào các tổ chức từ thiện khác nhau, trợ giúp cho các nhóm người có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ, mỗi ngày hội từ thiện đều đầu tư hơn 2 tỷ. Ngô Bình vừa trở lại vương tọa Giang Nam, đã thấy bia công đức của mình không ngừng rung chuyển. Cậu nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy số trên bia công đức biến hóa không ngừng, từ hơn 800 triệu, thăng đến 1.600 triệu. Hơn nữa, công đức của cậu còn không ngừng gia tăng nhanh chóng. Chuyện thú vị là, khi người dân có cuộc sống giàu có, thì bắt đầu theo đuổi đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cho nên, văn nghệ Giang Nam, nghiên cứu khoa học, văn học vân vân, bắt đầu phát triển bùng nổ. Đương nhiên, Dương Ngọc Thanh dám xài nhiều tiền như thế, là vì anh ta nắm chắc. Ngô Bình từng nói với hắn, mặc kệ là xài bao nhiêu tiền, đều có thể đến chỗ của cậu để lấy. Hơn nữa mỗi năm còn cho anh ta 10.000 tỷ. Giang Nam vẫn sử dụng tiền Đại Hạ như cũ, thậm chí tiền của nước Tống cũng có thể lưu thông, nhưng bản thân cũng thành lập ngân hàng trung ương, phát hành tiền của mình, tỷ giá hối đoái hiện tại với tiền Đại Hạ là 1:1, gọi là tông. Tiền tông Giang Nam là tiền linh có đóng dấu, pháp luật quy định 1 triệu tiền tông đổi được 1 tiền linh. Nói cách khác, mỗi lần in 1 triệu tiền tông, Ngô Bình sẽ bỏ vào quốc khố 1 tiền linh. Kể từ đó, sức mua của tiền tông tăng lên nhanh chóng, gần đây đã thay đổi tỷ giá hối đoái đáng kể với tiền Đại Hạ. Bây giờ một tiền tông có thể đổi được 2 tiền Đại Hạ. Gần đây, Dương Ngọc Thanh chuẩn bị xây mấy cơ sở đại học, mục tiêu của anh ta là thành lập một số trường đại học vượt qua Đại học Thần Kinh. Ngô Bình vừa trở về, anh ta lập tức đi báo cáo. Đối với chuyện này, Ngô Bình rất ủng hộ, nên đã đưa ra ngân sách 100 tỷ cho mỗi trường đại học. Nói xong chuyện xây trường, Dương Ngọc Thanh lại nhắc đến chuyện khiến anh ta đau đầu. Hóa ra, Giang Nam có một số thế lực ngầm, tu sĩ,
trước kia bọn họ khống chế trật tự. Mà bây giờ, chính sách của Dương Ngọc Thanh động đến lợi ích của bọn họ, chuyện này dẫn đến các thế lực lớn nhỏ vô cùng bất mãn, bắt đầu liên tục gây rối, phá rối trật tự xã hội. Dương Ngọc Thanh cũng từng phái người đi xử lý, những người kia có thực lực rất mạnh, ngược lại, bên bọn họ không chết thì cũng bị thương không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 210.